chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước chi tiết Kawasaki Ninja ZX6R 2009 sắp sửa Việt Nam đi kèm mức giá bán đầy hấp dẫn. Kawasaki Ninja ZX6R 2009 là cái mẫu Sportbike tầm trung của phiên bản cập nhật lần thứ 9 của Kawasaki, dành cho cái chiếc Super Sport 600 phân khối kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1995. Sau khi nhận được thiết kế bên ngoài và cái động cơ là hoàn toàn mới, đã chính thức được Kawasaki trình làng vào hồi tháng 10 năm 2008. Hiện tại, theo chia sẻ từ một đại lý của nhà Kawasaki, thì cái mẫu Ninja ZX6R 2009 đang chuẩn bị được đưa Việt Nam theo cái đơn đặt hàng trước đó. Cái điểm hiện tại thì cái chiếc Kawasaki Ninja ZX6R 2009 đã trải qua gần là 6 năm kể từ khi lần nâng cấp gần đây nhất của cái chiếc Ninja ZX6R vào cái năm là 2013. Thời điểm đó, động cơ của chiếc Ninja ZX6R được nâng cấp hoàn toàn từ là 590cc lên thành 636cc, cạnh tranh khốc liệt với cái thủ ngựa hoang Yamaha R6 hay Honda Super R600R cũng đến từ Nhật Bản. Thiết kế mới của cái chiếc Ninja ZX6R 2009 gồm một số điểm nhấn mạnh như hệ thống cái đèn full LED hiện đại kết hợp cùng với cái phần đầu mang âm hưởng của người đàn anh lớn Ninja ZX-R hiện nay. Bên xăng ốp lại hai bên vị trí núp gió tốt hơn cho người lái. Phần đuôi vẫn dùng cái cụm đèn hậu LED tương tự người đàn anh lớn ZX-R. Và ở phía trước, Kawasaki cũng đã trang bị cho cái chiếc Ninja ZX-6R 2009 một cái dàn cuộc ốp sau đầu 41mm từ Showa SFFBB với cái năng điều chỉnh được hoàn toàn thông qua như cái độ cứng, độ nảy và tải trọng. Tương tự phụ sau cũng thể điều chỉnh là toàn phần nhưng loại là monoshock với sự kết nối với một cái điểm kết nối dưới cái cấp unishock do Kawasaki thiết kế. Và ở phiên bản năm 2009, Ninja ZX6R 2009 ngoài được thay đổi thiết kế tiệm cận hơn với người đàn anh là ZX-R ra thì có động cơ với một dung tích là 636cc đạt được cái tiêu chuẩn thải mới là Euro 4 ở châu Âu, được nâng cấp và tinh chỉnh để đạt một hiệu suất cao đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cái đĩa nhông sau có kích thước nhỏ với số răng ít hơn để giúp cho xe đạt tốc độ là cao hơn nhưng vẫn giữ nguyên được cái gia tốc của xe, mô men sắn vẫn không lỗi. Các tính năng mới dành cho cái chiếc Ninja ZX6R 2009 bao gồm Kawasaki Whisper, viết tắt là KWS. So với hệ thống là KWS trên chiếc ZX-R thì cái mẫu ZX6R đã chưa hỗ trợ về số nhanh, bộ nội chống trượt. Và những tính năng này được tùy chọn bao gồm hệ thống điều khiển lực kéo cao cấp nhất với 3 cấp độ, hệ thống phanh ABS tùy chọn theo từng bản, phục sau của xe có thể tùy chỉnh 5 mức độ khác nhau tùy theo số lít cũng như cân nặng, chiều cao của người lái. Và đây là tham khảo giá xe Kawasaki Ninja ZX6R 2009 là cực kỳ hấp dẫn tại thị trường châu Âu trước khi được đưa vào Nam. Và giá của Kawasaki Ninja ZX6R 2009 cái bản là không ABS, mức giá là 10.000 USD, tương đương gần là 230 triệu Việt Nam đồng. Giá của Kawasaki Ninja ZX6R 2009 ABS, mức giá là 11.000 USD, tương đương là 255 triệu Việt Nam đồng. Và giá xe Kawasaki Ninja ZX6R 2009 ABS KAT là 11.300 USD, tương đương gần là 263 triệu Việt Nam đồng. Và đây là vài thông số kỹ thuật cơ bản của chiếc Kawasaki Ninja ZX6R 2009. Cái động cơ DOC 4 xe bán hàng, dung tích là 636cc, làm mát bằng dịch, công suất đa 136 lực, mô men sắc đại 70,8 Nm, kích thước lớp xe ở trước 120x70 ZN7 và phía sau 180x55 ZN7. Cái lớp thương hiệu của Triton Passat Sport S22. Cái chiều cao yên là 830mm, trọng lượng không ABS 194kg, có ABS 195kg, dung tích bình xăng 17 lít.
Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.